Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với những diễn biến tại loạt trận bán kết của giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2023. Thùy Linh là tay vợt thi đấu với bộ trang phục màu hồng, còn Anh Thư là tay vợt thi đấu với bộ trang phục màu đen. Thùy Linh sẽ thi đấu ở phần sân phía gần màn ảnh của chúng ta ở trong set đấu thứ nhất này, và cô cũng là người giao cầu. Anh Thư thi đấu ở phần sân phía xa màn ảnh của quý vị khán giả. Chưa có cảm giác cầu tốt với Thùy Linh. Điểm 1-0 cho Anh Thư. Cầu ngoài, 1-1. Không cầu đi ra ngoài của Thùy Linh. Đổi vào điểm 2-1. Bây giờ đến lượt Anh Thư phát cầu lỗi. 2-2. Và kéo lưới đi ra ngoài của Thùy Linh. Ý đồ tốt, nhưng ở khâu thực hiện thì mọi thứ chưa được hoàn toàn chính xác. Tiếp tục đổi giao cầu, 3-3. Sự cân bằng đang được thể hiện trong 6 điểm số đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Cầu không đi qua lưới. Có cảm giác như Thùy Linh chưa thực sự bắt nhịp được với trận đấu này. Cảm giác cầu của cô cũng chưa ổn định. Rất đáng tiếc cho Anh Thư. Cô đã có cơ hội tấn công. Thùy Linh đã bị với trong cú phong cầu vừa rồi. Thêm một tình huống giao cầu ra ngoài nữa của Thùy Linh. Và giao cầu dài của Thùy Linh ở trong những điểm số đầu tiên của trận đấu này chưa có được sự ổn định. Điều cầu quá chủ động. Năm cho Thùy Linh.
không được. Pha chém cầu khá hiểm hóc của anh Thư. Phải đến vòng bán kết này thì Thùy Linh mới gặp một đối thủ được coi là sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với cô. Ở tứ kết thì Thùy Linh không gặp nhiều những trở ngại. Cô đánh bại Phạm Thị Diệu Ly của Thái Bình với tỷ số 21-8 và 21-7. Còn anh Thư thì cũng dễ dàng vượt qua Trần Thị Ánh của Thái Bình với tỷ số 2 set đấu cùng là 21-8. Ở ngoài sân, vừa rồi đã không có được sự đồng nhất giữa hai trọng tài dây. Điểm số thuộc về anh Thư. Chém cầu quá hay của Thùy Linh. 8 đều. Có độ xoáy và hướng thẳng đến khu vực sideline. Cầu ngoài. Thùy Linh đã mất 3 điểm số từ những pha giao cầu hỏng của mình. Đổi vào điểm 9 đều. Không được. Thêm một tình huống kéo lưới không thành công nữa của Thùy Linh. Trước đó thì cô cũng đã phải di chuyển khắp mặt sân với những tình huống điều cầu của anh Thư. Không được. Tưởng chừng như Thùy Linh sẽ có điểm khi cô tấn công. Tay vợt của Đồng Nai đã đánh cầu rúc lưới. 11-9 cho anh Thư. Hai tay vợt bước vào giờ nghỉ giữa set 1. Ở giải đấu này thì đoàn Đồng Nai có hai huấn luyện viên đi theo và hỗ trợ cũng như chỉ đạo cho các vận động viên. Đó là huấn luyện viên Hồ Nguyễn Vinh Quang và huấn luyện viên Đỗ Nguyên Thiện. Hồ Chí Minh cũng vậy, họ có hai huấn luyện viên là ông Văn Tuấn Kiệt và ông Huỳnh Nguyễn Khang. 12-9 cho anh Thư. Thực sự là Thùy Linh đang gặp vấn đề với cảm giác cầu của mình. Khai thác khoảng sân trống quá tốt. Đổi vào điểm 10-12. Đối thủ về góc lưới bên phía tay phải và sau đó là một tình huống điều cầu về cuối sân bên góc trái. Trong đánh đơn thì rõ ràng không cần phải có những pha tấn công, những tình huống đập cầu uy lực. Đó chỉ là một yếu tố thôi, yếu tố còn lại là khả năng quan sát cũng như là khả năng bao sân.
11-12. Anh Thư không thể phòng ngự trong tình huống mà Thùy Linh đã có pha chém cầu ngắn. Một quyết định cũng khá táo bạo của anh Thư khi cô muốn kéo lưới. Cầu vẫn trong sân. Đúng là nếu như ở vị trí của anh Thư vừa rồi thì ai cũng sẽ nhả cầu. Cầu đã cuộn vào trong. Và bây giờ Thùy Linh gỡ hòa 12 đều. Cầu trong sân. 13-12. Điểm rơi của cầu nằm trúng vạch baseline. Anh Thư tấn công và lập tức thì cô bị phản đòn bằng tình huống phòng thủ cầu ngắn trên lưới của Thùy Linh. Dường như anh Thư cũng đã bị đau sau nỗ lực phòng thủ vừa rồi, cô bị trượt chân. Pha cầu mà anh Thư muốn cố gắng để di chuyển ngược lại so với đà chạy trước đó của mình. Đôi vào điểm 13-14. Quá tốt của Thùy Linh. 15-13. Thùy Linh đã không tham dự Việt Nam International Series và tập trung để thi đấu tại một giải đấu thuộc hệ thống Super 300 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Đó là Career Master. Thùy Linh cũng đã vào được đến vòng 2 của giải đấu này. Còn với anh Thư thì cô tham dự Việt Nam International Series ở Ninh Bình và giành được tấm huy chương đồng đơn nữ. Quyết định thay đổi bằng một pha giao cầu ngắn. Cô có điểm số thứ 17. Sau giải cầu lông các cây vật xuất sắc quốc gia năm 2023 thì Thùy Linh cũng sẽ di chuyển sang Trung Quốc để tham dự giải Liaoning China Master 2023. Giải đấu diễn ra từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11. Không thể di chuyển để cứu cầu. Cầu rất ngắn. Giải đấu sắp tới mà Thùy Linh tham dự China Master là giải đấu thuộc hệ thống Super 750. Giải đấu rất quan trọng và nếu như chỉ còn có một chiến thắng thôi thì Thùy Linh cũng sẽ tích lũy được những điểm số và có cơ hội thăng tiến trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Mười chín mười bốn cho tay vợt của Đồng Nai. Nếu như không có gì thay đổi thì nhiều khả năng Thùy Linh sẽ có được chiến thắng ở trong set đầu tiên này. Cầu ngoài.
6 game point. Cú chém cầu lỗi của Thùy Linh. Vẫn còn 5 game point trước mắt. Lần này thì Thùy Linh đã chém cầu chính xác. Nhà đương kim vô địch của giải đấu đã kết thúc được set đấu thứ nhất với tỷ số 21-15. Set đấu mà Thùy Linh đã gặp vấn đề ở trong giai đoạn đầu tiên khi cô nhập cuộc. Và chúng ta cũng hãy cùng theo dõi lại những đường cầu đáng chú ý ở trong set đấu thứ nhất này. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến ở trong set đấu thứ hai. Trận thi đấu giữa Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Anh Thư tại bán kết đơn nữ của giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2023. Thùy Linh, tay vợt giao cầu trước ở trong set đấu này, đã có chiến thắng 21-15 ở set 1. Cầu ngoài. Điểm đầu tiên cho anh Thư. Chắc chắn là một tay vợt đã từng lọt top 20 thế giới sẽ không thể bỏ lỡ một cơ hội ngon lành như thế này. Một đều. Cầu ngoài. Và điều cầu thiếu đi sự chính xác của tay vợt đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thư đang gặp phải một đối thủ quá nặng ký. Không được. Thùy Linh vẫn đang chiếm sự chủ động trong những đường cầu, khiến cho anh Thư phải vất vả di chuyển. Cầu trong sân. Sau liên tiếp những tình huống phải chống đỡ đường điều cầu khắp mặt sân của đối thủ thì anh Thư cũng đã thấm mệt. Thùy Linh vẫn có thể cứu cầu trong đường cầu trước đó, nhưng rõ ràng đó cũng chỉ là một tình huống để nuôi những hy vọng và chờ đợi anh Thư mắc lỗi thôi. Và kéo lưới quá hay của anh Thư. Những tình huống xử lý hay như điểm số thứ hai của tay vợt đoàn thành phố Hồ Chí Minh cần phải được duy trì. Tình huống như vậy cần phải được duy trì để nuôi những hy vọng trong trận đấu ngày hôm nay. Thùy Linh tấn công mạnh mẽ.
sau khi lấy lại được cảm giác cầu thì Thùy Linh đang liên tiếp thực hiện những pha chém cầu chuẩn chỉ. Xử lý hay của anh Thử. Mặc dù đang bị dẫn điểm nhưng có một vài tình huống anh Thư vẫn chơi tự tin. Nếu như ngày hôm nay Thùy Linh tạo ra được sự đột biến trong những tình huống chém cầu thì anh Thư có một vài pha kéo lưới rất ổn định. Thêm một pha xử lý chủ động nữa của tay vợt Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cô rút ngắn tỷ số xuống còn 4-7. Cầu không qua lưới, đổ vào điểm 8-4. Ở trận bán kết còn lại thì Vũ Thị Trang của Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đối đầu với Trần Thị Phương Thúy của Bắc Giang. Đối đầu giữa hai tay vợt người Bắc Giang và là hai thế hệ của cầu lông Việt Nam. Cầu vẫn trong sân. Và phán đoán không tốt của Thùy Linh. Sau trận đấu bán kết đơn nữ thì cả Vũ Thị Trang và Vũ Thị Anh Thư họ sẽ vẫn còn một trận bán kết nữa. Hai tay vợt này sẽ bắt cặp với nhau để thi đấu tại trận bán kết đôi nữ. Họ sẽ gặp Nguyễn Thị Thảo Ly và Vũ Thị Trinh của Hà Nội. Nội dung đơn nữ sẽ là, chính xác là nội dung đôi nữ sẽ là nội dung diễn ra cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay với những loạt trận bán kết. Vừa rồi lại có thêm một điểm số cho Thùy Linh. Tỷ số là 9-5. Sau trận đấu này thì ở sân đấu chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa Thiên Lộc và Tiến Tuấn ở trận bán kết 2 đơn nam. 10-5. Cầu không qua lưới, thiếu một chút nữa thôi thì anh Thư đã có được điểm số. Không có may mắn. Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Một tình huống mà anh Thư đã chủ động dừng cầu. Một tình huống chơi lăn xả của anh Thư. Và bây giờ thì các nhân viên hậu cần đang phải vào sân để lau vết mồ hôi ở trên sân đấu. Điểm thuộc về anh Thư, 61. Đổi vào điểm, 12-6.
Anh Thư bị với. Cô không còn đủ thời gian để lùi thêm một bước nữa và bắt buộc phải có một pha xử lý tình thế như vậy. 13-6 cho Thùy Linh. Điểm cho anh Thư. Có lẽ tình huống vừa rồi là tình huống hay nhất của anh Thư kể từ đầu trận. Cô chủ động điều cầu, tấn công và khiến cho Thùy Linh vất vả trong việc phòng ngự. Đó chỉ là một vài điểm số hiếm hoi mà anh Thư chiếm được sự chủ động thôi. Còn lại nhìn chung thì Thùy Linh vẫn đang kiểm soát được nhịp độ của trận đấu này. Mười lăm bảy. Quyết định tấn công nhanh khi mà pha phong cầu của anh Thư chưa đạt được độ sâu nhất định. Mười sáu bảy. Điểm số liên tiếp và là những điểm số rất nhanh của Thùy Linh. Pha chém cầu tốt của anh Thư. Đổi vào điểm 86. Không được. Cầu ngoài sau tình huống xử lý của anh Thư. Đổi ra cầu 17-8. Cách biệt bây giờ đã là 10 điểm. Thùy Linh đang đến gần với tấm vé vào chơi trận chung kết ở buổi chiều ngày mai. Mười chín tám rồi. Có lẽ anh Thư sẽ dành sức lực của mình để thi đấu cùng với Vũ Thị Trang ở trận bán kết đôi nữ. Không còn nhiều cơ hội nữa. Thì anh Thư còn bị sửa lưng, không thể di chuyển được phòng ngự. 28. Rất nhiều match point. Nhưng trận đấu thì vẫn chưa kết thúc. Một điểm số cho anh Thư. Mười hai mươi. Anh Thư vẫn chưa bỏ cuộc. Hoan nghênh tinh thần này của tay vợt Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và trận đấu kết thúc. Như vậy là tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết đơn nữ tại giải cầu lông các tay vợt xuất sắc quốc gia năm 2023 đã thuộc về Nguyễn Thùy Linh, tay vợt số 1 Việt Nam. Trận đấu kết thúc với 2 set không quá vất vả với tay vợt đến từ Đoàn Đồng Nai. Cô sẽ chờ đợi đối thủ của mình ở trong trận chung kết, hoặc là Vũ Thị Trang
hoặc là Trần Thị Phương Thúy. Sau trận đấu này thì chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với những diễn biến tại trận bán kết đơn nam giữa Nguyễn Thiên Lộc của Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Tiến Tuấn của Hà Nội.